strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay con game này đã hỗ trợ Việt hóa nên mà tự nhiên vô game thì nó có một cái chính sách gì đó đồng ý cái xong nó tự động nó Việt hóa luôn. Cái phần setting thì mình không thấy ha. Thế là tự động nó tự Việt hóa, chỉnh lại tiếng Anh cũng chả biết chỉnh ở đâu, thành ra là thôi Việt hóa thì càng tốt anh em à, chơi cho nó dễ nhìn. Thì đây, tiếng Việt thì hoàn toàn dễ hiểu ha. Sau lượt 3 thì sẽ trộn bài trên tay của bạn vào nhóm bài của bạn, rút 3 thẻ bài, tức là nó sẽ lấy hết những cái lá bài đang có trên tay, nó đưa vào trong bộ bài rồi nó đưa ra 3 lá thôi. Tiêu hủy các vị trí khác. Ồ, cái map thứ hai là cái map tiêu hủy các vị trí khác à. Hay là mình có cái lá bài nhà tiên tri anh em mà, tại vì tí nữa mình đặt vào map 1 hoặc map 2 là nó sẽ bị tiêu hủy. Nên mình sẽ đặt vô map 3 ha. Liệu bên kia có đặt không? Bên kia không đặt nha, bên kia hên đấy. Giờ cái map 2 ra là nó sẽ tiêu hủy nè. À không, map 3 mới là map tiêu hủy anh em mà, map 3 mới là lá map tiêu hủy nha. Thì bên kia nó cũng đặt vào vị trí số 3 anh em mà, hình như nó biết hay sao á. Nó bắt đầu tiêu hủy nè. Thì lần đầu gặp cái map này thì nó sẽ là nó phá hai cái map còn lại ha, là chỉ còn có một, nó có một cái lá bài tiêu hủy được map luôn, nhưng mà lá bấy thì mình chưa có. Thì đấy, đây mình sẽ đặt lá người cây ha, chắc chắn thì mình đặt lá bài vô đây thì người cây sẽ có tác dụng, người cây nó sẽ cộng thêm điểm nếu mà người chơi khác cũng đánh vào cùng vị trí. Đấy, cộng thêm 2 điểm. Ở đây có lá gấp đôi với lại lá lấy, có một lá white queen cũng rất là đáng sử dụng ha. Ok, mình sẽ bỏ qua cái lượt 4 này đi, tại vì nó cũng chỉ có 4 chỗ đặt thôi à. Đặt sớm cũng không được, mình còn lượt 5 lượt 6 đặt 2 lá là xong rồi. Bên kia hơi vội vã nha. Đặt mấy cái lá thấp điểm thì lúc sau đâu có bài đâu mà chơi. Đây mình sẽ lấy cái lá bài cao nhất của đội bạn ha. Đó. Lá gì đây? Lá Spectrum. Rồi bây giờ mình các thẻ bài duy trì được cộng 2 lực chiến à, cái lá này là một cái lá ấy thôi. Bây giờ mình đặt lá khủng long vô thì thắng chắc rồi còn gì nữa. Bài mình cũng nhiều nữa. Bên kia thì tự nhiên đặt cái lá người nhện đá người kiến vô thì có vẻ hơi banh anh em mà. Khúc này để mình tính xem là nếu mà mình đặt cái lá khủng long vô thì được 2 4 6 8 10 12 15 điểm nha. 15 điểm tại vì 12 điểm trên cho 6 lá bài với lại 3 điểm của cái con khủng long này nữa thì khá là cao đấy. Chắc là mình sẽ snap anh em mà, có thể là snap đi. Snap thì nếu mà snap bên kia cũng đánh thì sẽ được cộng 4 khối lập phương ha. Bên kia có cái lá bài cộng 2 điểm lực chiếm cho các lá bài duy trì thì cũng không thể nào bằng mình được, không thể nào bằng được anh em mà. Thực chất thì cái lá khủng long này nó cộng điểm trên tay khá là nhiều, mình có nhiều bài trên tay mà. Rồi mình quyết định snap ha. Khúc này ô đối thủ rút lui rồi anh em à, suy nghĩ đánh đo nhưng cuối cùng đối thủ rút lui ha. Thì trong những cái trường hợp mà thua thì chúng ta có thể rút lui để bảo toàn cái khối lập phương của mình, đó là một cách chơi rất là khôn ngoan nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một trận khác ha. Ok, đây thì bây giờ nó có tiếng Việt cho nên là chơi khá là dễ anh em mà. Bình thường thì đọc tiếng Anh thì nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó chỉ có mấy câu à, nhưng mà có tiếng Việt thì nó sẽ tường minh hơn rất là nhiều. Nhưng mà trên Apple Store của Việt Nam chưa có nha, chưa có con game này mà nó lại đi Việt hóa được cũng hay bộ. Chắc là nhắm tới thị trường Việt Nam trong tương lai gần quá. Map 1 là khi bạn ra một thẻ bài ở đây thì sẽ nhân đôi lực chiến của thẻ bài đó. Ai chà, map này ngon nè. Sau lượt 3 sẽ biến toàn bộ thẻ bài thành hất. Hất là người khổng lồ xanh nha. Ây chầu ơi, không có một cái lá bài nào để đánh ra luôn anh em mà. Vãi cả trưởng, ra toàn lá bài 3 điểm sức mạnh trở lên không thì sao mà chơi được đây. Đây mình sẽ cái lên map thứ 3 này nó tự động nó rút thẻ bài nha, map này mình không có đánh được, nó sẽ rút một thẻ bài ngẫu nhiên. Ok, đây thì có lá Bishop với lại Death Thor, chắc là đánh vô map 2 thôi để lấy một con hắc, nhưng mà mình bị thua một lượt rồi. Bên kia đánh trước mình rồi, nó sẽ có 2 hắc, mình thì chỉ có 1 hất thôi, 1 hút người khổng lồ xanh ha. Đó, một con là được 12 điểm lận, hơi đen anh em mà. Lúc đầu nó không ra bài cái nhà tiên tri, giờ nó mới ra này, đã lấy con nhà tiên tri về ra lúc đầu mới có kèo đánh được. Rồi thôi chết rồi, đánh sai rồi anh em mà, đánh sai rồi. Phải đánh cái lá nhà tiên tri trước mới đúng. À không, đánh đúng chứ. Đánh cái lá này đúng, nó không có tiêu hủy được. Đánh nhá là tiên tri trước là bị tiêu hủy. Quên mất anh em, mà mình đánh đúng mà. Đánh lá nhà tiên tri sau cái lá kia, tại vì cái lá Deadlock này nó sẽ hủy những cái lá bài đang mở ha. Lá úp thì nó không hủy được. Ok, lượt thứ 5. Lượt thứ 5 này thì nên đánh sao đây ta? Hơi khó, mình đang thua vị trí thứ 2, cao điểm quá. Bây giờ mình sẽ đánh lá bài Munger gấp đôi ha. Gấp đôi bài trên tay, tí nữa mình lượt 6 mình đánh lá khủng long thì có kèo ăn. Rồi xong mình đánh lá khủng long thì có kèo ăn được vị trí thứ 2 anh em ạ. 2 4 6 8 10 12 15. 8 lá thì maximum là 8 lá. Đánh vô thì sẽ được 15 mà cộng với 12 là được 27 điểm. Mà mình đang thắng ở hai map kia nữa. Bây giờ mình đánh vô map 2 này thì có khả năng là nếu mà đội bạn, nhưng mà nó chênh lệch ít quá anh em ạ. Chênh lệch điểm số giữa map 1 với lại map 3 nó không nhiều. Map 3 mình dẫn 2 điểm, map 1 thì mình dẫn 4 điểm thôi. Thì có khả năng là nếu mà nó đánh ra hai lá có một cái hiệu ứng gì đấy thì vẫn có thể ăn được mình. Khúc này chắc không snap đâu anh em ạ. Khúc này chắc là không snap đâu. Tại vì theo mình tính toán thì điểm số nó không có cách biệt lắm. Mình thì đánh lá này vô thì chưa chắc ăn được. Bên kia snap anh em ạ. Hình như là bên kia snap. Ok, mình thì mình không snap trận này, bên kia snap hay sao á. Rồi, đánh ra 3 lá luôn. Thì map 2 là mình ăn được rồi nè. Ủa, nó tự nhiên nó đánh cái lá bài tự hủy ha. Bên kia nó bị đánh lỗi anh em ạ. Ồ, vẫn bằng điểm mình mà. Ô, hơn điểm mình map 1 nha. Nhưng mà bằng điểm map 3 nhưng mà mình vẫn thắng anh em mà, mình hơn tổng điểm. Ồ, 9 thắng trong gọi là trong nháy mắt luôn á. Hên, trận này hên nha. Ok, mình sẽ qua một trận khác đi. Ok, chúng ta cùng đến với lượt trận thứ 3. Ở đây thì để xem đối thủ là ai đây. Cái trận vừa rồi thắng là nhờ may mắn anh em ạ, may mắn đấy, hơn thắng về mặt số điểm thôi. Đây, mình có lá bài tiên tri này, lá bài tiên tri này nên ra ở hiệp đầu tiên là đúng lý nhất. Map 1 là các thẻ bài sẽ bị trừ 2 điểm. Sau lượt 4 di chuyển toàn bộ thẻ bài sang phải ha. Đặt một thẻ bài trên tay người chơi. Map 3 thì cái map 1 là bị trừ 2 lực chiến, nó chắc không đặt vô đâu, đặt vô thì cũng như không mà. Cái lượt này không biết đặt con gì, bỏ qua luôn em mà. Đặt cái lá nhà tiên tri thì có khả năng đối thủ nó sẽ bắt bài mình, nó biết là mình có lá nhà tiên tri sẽ soi được map, nếu mình đặt thì khả năng nó sẽ đặt theo. Thêm một lá bài ngẫu nhiên trên tay của bạn, trên tay của người cầm cái bài đấy ha, của bên của đối thủ á. Đây, sau lượt 4 di chuyển toàn bộ lá bài sang phải một vị trí, tức là dịch chuyển từ trái sang phải, dồn hết qua bên phải một vị trí ha. Lá nào nằm map 1 thì qua map 2, lá nào nằm từ map 2 thì sẽ đi qua map 3. Ok, đây đánh lá nhà tiên tri map số 2 thôi. Map thứ 3 thì mình đặt một lá bài ngẫu nhiên, nó đặt lá người cây. Bên kia đặt lá Deadlock thì bên mình sẽ có hiệu ứng ha. Bên kia nó bị kéo ngẫu nhiên thôi. Ồ, không. Ở đây lá người cây mình là trước cho nên là mình không có hiệu ứng cộng điểm. Nó sẽ tùy vào cái lượt lật bài ha, bên nào lật trước thì bên đấy hiệu ứng trước. Bên nào lật sau thì sẽ có hiệu ứng sau. Mình sẽ đặt cái lá Bishop này ha, cái lá này thì khi mà đặt một cái lá bài vô thì nó sẽ cộng điểm. Bên kia dùng lá bài không thể phá hủy. Ok, lượt 4 nè. Bài xấu quá anh em mà, bài xấu quá. Nhưng mà bên kia tự nhiên ra một cái con ở map 1 thì mình vô tình mình lại thắng ha. Map 1 bị trừ điểm mình đặt vô, mình sẽ đặt ở map 1 luôn. Không. Đặt ở map 2. Nhưng mà đặt như thế này thì vẫn thừa BP, vẫn thừa mana ha. Vẫn thừa mana anh em mà. Ok, mình sẽ đặt hết vô map 2 đi, tại vì cái lá Nitro này nó vẫn là di chuyển được, sau đó nó dồn vào phải. Dồn qua thì mình vô tình mình lại ăn được cái map bên phải ha. Ok, thì bây giờ lượt thứ 5 này có một lá Mulger, một lá Cloud, lá Cloud. Mình sẽ dùng lá Mulger để gấp đôi nên không ta? Dùng lá không, dùng lá cá sấu này thì tí nữa nó đặt 4 ô là bị trừ điểm ngay. Rồi quyết định dùng lá Mulger đi, tại vì dùng lá cá sấu thì nếu mà bên kia đặt thêm một lá bài vào map thứ 2 thì con cá sấu tự động bị trừ đi 3 điểm đó, nếu mà đặt vô là bị trừ điểm liền. Loại bỏ năng lực đặc biệt khỏi toàn bộ thẻ bài trên tay đối thủ. Ái chà, ái chà, căng này nha, là coi như là không xài được kỹ năng đặc biệt rồi đó anh em ạ. Lượt cuối rồi thì ở đây mình đang ăn là map 3, thua map 2 và map 1 thì đang đều điểm. Bây giờ sau đây cái lá Nightclaw này thì vẫn di chuyển được ha. Bây giờ là mình là bị mất hiệu ứng rồi, là mấy cái lá bài mà có cái dấu chấm than là không có hiệu ứng nữa. Nhưng mà bên kia map thứ 2 nó đầy bài rồi anh em, mà full bài rồi thì nó cũng không có hiệu ứng nữa. Mấy cái lá kia thì không phải là lá được tăng hiệu ứng nhiều, cho nên là có khả năng là vẫn ăn được. Nếu mà mình đặt cái lá 9 điểm vào đây, 9 + 6 = 15, bên kia sẽ hơn được bên kia 7 điểm. Hơn được bên kia 7 điểm nha. Thì có khả năng vẫn ăn được. Nếu mà bên kia nếu mà kia đánh bom map 1 thì có khả năng mình thua map 1 rồi. Ok, mình quyết định snap ha. Quyết định snap và đặt hy vọng vào map số 2, nếu mà ăn là sẽ được. Bên kia thì để xem bên kia đánh hiệu ứng gì không. Thì ok, nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì có thể comment đó. Trận này win này nè, bên kia dùng cái lá hiệu ứng tăng 1 điểm cho các lá bài duy trì ha, nhưng mà vẫn không thắng được mình. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.